Có lẽ là trong ký ức của nhiều người, những bộ phim về Hồng Kông vẫn còn đọng lại, đặc biệt là những bộ phim kiếm hiệp. Thế rồi những cái câu chuyện như việc tại sao Hồng Kông lại còn gọi là Hương Cảng, và Hồng Kông còn có điều gì ấn tượng khác, thú vị khác, đó sẽ là chủ đề trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Xin chào các bạn, Hồng Kông có tên chính thức là Đặc khu Hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một vùng đô thị đặc biệt, là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng với Macau. Hồng Kông tọa lạc tại cửa sông Châu Giang, phía đông của eo biển Linh Đinh Dương, phía bắc giáp với sông Thâm Quyến và thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông thuộc vùng Hoa Nam Trung Quốc. Với dân số khoảng 7,5 triệu người, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trong một khu vực có diện tích chỉ hơn 1.000 km2, tức là gần bằng diện tích của tỉnh Vĩnh Phúc, Hồng Kông là một trong những đô thị có mật độ dân số cao nhất trên hành tinh. Phần lớn cái sự phát triển đô thị của lãnh thổ Hồng Kông hiện nay sở hữu ở bán đảo Cửu Long, dọc theo các bờ biển phía bắc của Hồng Kông và ở những khu định cư rải rác khắp tân giới. Bờ biển dài và cũng không thẳng của Hồng Kông đã tạo cho khu vực này nhiều vịnh, sông và bãi biển. Đa phần người Việt Nam thì cảm thấy quen thuộc hơn khi mà nhắc tới Hồng Kông với tên gọi là Hương Cảng hay là Cảng Thơm. Vậy lý do gì khiến Hồng Kông gắn liền với tên gọi này? Đầu tiên thì Hồng Kông vốn là một cái vùng cảng biển chuyên về kinh doanh trầm hương. Đây là một nơi xuất khẩu trầm hương với số lượng cực kỳ lớn. Do đó cái tên gọi Hương Cảng hay là Cảng Thơm cũng bắt nguồn từ đây mà có. Tại cái vùng biển này thì đã từng xuất khẩu những cây gỗ trầm hương vô cùng quý hiếm. Có những cây gỗ trầm hương được tính ra lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Trong văn hóa Hồng Kông hay là văn hóa Trung Quốc nói rộng ra thì việc sử dụng nhang trầm hương được xem là một nét đẹp tín ngưỡng của rất nhiều người dân. Trong số tất cả các loại nhang thì nhang trầm hương có mùi rất là đặc biệt. Tùy từng loại gỗ trầm hương mà giá trầm hương sẽ có mức độ khác nhau. Tại xứ Cảng Thơm, nhang trầm hương được sử dụng để đốt trên bàn thờ tổ tiên hay trong đền thờ và chùa chiền. Và cũng không chỉ tại đó đâu mà tại Việt Nam chúng ta trầm hương cũng rất quý. Cái nghề đi lấy trầm hương là một cái nghề rất là gian nan nhưng mà nó mang lại thu nhập tốt. Về lịch sử thì Hồng Kông đã trở thành thuộc địa của đế quốc Anh sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất kết thúc vào năm 1842. Bán đảo Cửu Long được sát nhập thêm vào lãnh thổ này vào năm 1860 sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai và được mở rộng thêm nữa vào năm 1898. Sau khi người Anh tiến hành thuê trong ngoặc kép vùng tân giới trong vòng 99 năm, thời kỳ Hồng Kông thuộc Nhật thì lại bắt đầu từ năm 41 khi mà đế quốc Nhật Bản tiến hành xâm lược vùng lãnh thổ này cùng với sự thất bại của những lực lượng quân sự Anh và nó chấm dứt vào năm 1945 sau khi Nhật thua và đầu hàng đồng minh. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai thì Hồng Kông trở lại với Anh quốc và đến năm 1997 sau cái thời gian thuê 99 năm và phần chủ quyền của lãnh thổ Hồng Kông được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc. Nếu không nhầm trong giai đoạn này thì trên TV, VTV có phát một bộ phim có tên là Ký ức Hồng Kông, tái hiện lại một cái thời kỳ nhiều sóng gió của lịch sử Hồng Kông cho đến khi quay trở về với Trung Quốc. Về dân cư và ngôn ngữ, 92% dân số Hồng Kông là những người Hoa, những phần còn lại là những người không phải gốc Hoa, chủ yếu đến từ Philippines, Indonesia hay là tới từ khu vực Nam Á. Khoảng một nửa dân số Hồng Kông mang quốc tịch Anh, một cái phần còn lại của chế độ thực dân ngày xưa. Tiếng Trung và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức tại Hồng Kông. Cả hai thứ tiếng này đều xuất hiện trên mọi biển báo giao thông và bảng thông báo trên các phương tiện công cộng, cũng như trong thực đơn của hầu hết các nhà hàng. Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đa số người dân Hồng Kông, có cách phát âm khác một chút so với tiếng Quan Thoại, thứ tiếng được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc đại lục. Về kinh tế và chính trị, ban đầu vốn chỉ là một cái khu dân cư thưa thớt ven biển của các làng nông và ngư nghiệp. Vùng lãnh thổ này dưới sự quản lý và cải cách của đế quốc Anh đã trở thành một trong những trung tâm tài chính và cảng thương mại quan trọng bậc nhất trên thế giới. Hồng Kông từng là nhà xuất khẩu lớn thứ 10 trên thế giới và nhập khẩu lớn thứ 9 trên thế giới, cũng như là thực thể thương mại lớn thứ 7 trên thế giới. Tiền tệ hợp pháp của vùng lãnh thổ này, đồng đô la Hồng Kông, hiện đứng thứ 13 thế giới trong danh sách những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Hồng Kông cũng được coi là một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á cùng với Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore và được phân loại là một thành phố toàn cầu hạng Alpha cộng. Nó cho thấy cái mức độ ảnh hưởng rất lớn của thành phố này đối với nền kinh tế toàn cầu. Hồng Kông cũng là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng nhất, nắm giữ điểm số về những chỉ số phát triển tài chính cao nhất và luôn được xếp hạng là khu vực kinh tế cạnh tranh cũng như tự do nhất trên thế giới trong nhiều năm. Có thể thấy, về mặt kinh tế, tài chính, Hồng Kông đặc biệt phát triển và là một ở khu vực hành chính tự trị đặc biệt. Hồng Kông duy trì các hệ thống chính trị, quản lý, luật pháp, giáo dục, bầu cử và kinh tế tách biệt hoàn toàn với các hệ thống của Trung Hoa đại lục theo mô hình một quốc gia, hai chế độ.
Hầu hết tất cả người dân sinh ra ở đây đều được đặt tên riêng theo tên gọi của người Anh, sở hữu hộ chiếu, tiền tệ, hệ thống giáo dục riêng, đồng thời có xu hướng tự xác định bản thân là người Hồng Kông hơn là người Trung Quốc. Và giờ hãy cùng đến với một số điều thú vị về Hồng Kông, vùng đất cái gì cũng đứng nhất thế giới. Đầu tiên là thành phố có mức sống đắt đỏ thuộc vào loại hàng đầu hành tinh. Vâng, Hồng Kông là nơi tập trung rất là nhiều những cá nhân, những nhiều gia đình có giá trị tài sản ròng cực cao, đứng thứ nhất châu Á và cao hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới. Theo Bưu điện Hoa Nam, cứ 125 người Hồng Kông thì có một người sở hữu ít nhất là 5 triệu đô la Mỹ, phần lớn nhờ vào thị trường chứng khoán phát triển mạnh, đã trở thành một yếu tố đóng góp cho sự giàu có tại thành phố này. Do vậy cũng không bất ngờ khi mà Hồng Kông 3 năm liên tiếp, từ 2020 đến 2022, dẫn đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới về mức bình quân chi phí sinh hoạt, theo báo cáo của ECA International. Ở Hồng Kông, chi phí thuê chỗ ở và làm việc cho mỗi nhân viên trung bình một năm là 123.000 đô la Mỹ, một con số cực cao, đắt hơn Singapore đến 1,6 lần, đắt hơn Thượng Hải 3,8 lần và đắt hơn 4,4 lần so với Mumbai, Ấn Độ. Điều tiếp theo, Hồng Kông là nơi có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới. Vâng, Hồng Kông là một trung tâm kinh doanh và tài chính lớn ở Trung Quốc. Đây là thành phố có số lượng nhà chọc trời nhiều nhất trên hành tinh. Ngày nay, thành phố này tự hào có 7.687 tòa nhà cao tầng, trong đó có 303 tòa nhà chọc trời. Trung tâm Thương mại Quốc tế Hồng Kông có 118 tầng, cao 484m, là tòa nhà chọc trời cao nhất trong thành phố. Đây cũng là tòa nhà đứng trong top 10 thế giới một thời gian. Kỷ lục thứ 3 đó là nhiều nhà hàng nhất thế giới. Có 15.000 nhà hàng ở Hồng Kông, nghĩa là cứ 10.000 người dân thì sẽ có khoảng 20 nhà hàng phục vụ. Kỷ lục thứ tư đó là thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới. Mid-Levels là thang cuốn ngoài trời có mái che dài nhất thế giới. Thang cuốn này dài đến 880m, hoàn toàn di chuyển miễn phí. Ngoài hỗ trợ người dân đi lại dễ dàng, chinh phục những con đường dốc, chiếc thang này còn cho phép người dùng lên xuống linh hoạt để khi cần khám phá những khu chợ sầm uất, những cửa hàng đồ cổ, bảo tàng, những địa điểm lịch sử và nhà hàng ở trong thị trấn. Hệ thống này thì không phải là một cái thang cuốn liền mạch và nó được chia thành 20 thang cuốn và cũng có tổng cộng là 14 lối ra vào, bạn có thể lên hoặc xuống bất cứ khi nào. Cả đoạn đường đi từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng mất khoảng từ 20 cho đến 25 phút. Với chi phí xây dựng vào khoảng 31,2 triệu đô la Mỹ, hệ thống thang này đã đi vào hoạt động từ năm 1993 và mỗi ngày phục vụ hơn 8 vạn khách. Kỷ lục tiếp theo thuộc về cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Nó dài 55 km, bao gồm 3 cây cầu dây văng, một đường hầm dưới biển và 4 hòn đảo nhân tạo. Cầu này thì bắc qua các kênh Linh Đinh và Cửu Chân, nối Hồng Kông với Ma Cao và Chu Hải, ba thành phố lớn phía tây của đồng bằng Châu Giang. Chi phí xây dựng cầu là 18,8 tỷ đô la Mỹ và phần lớn được tài trợ bởi các khoản vay ngân hàng do chính phủ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao đóng góp. Cầu khánh thành vào năm 2018. Lưu thông gồm có 6 làn xe chạy với tốc độ tối đa là 100 km/h, rút ngắn thời gian từ Hồng Kông đến Chu Hải xuống còn 1 giờ thay vì 4 tiếng. Mỗi trụ cầu lại cao 170m và phải được thiết kế để giảm thiểu tối đa sức tác động của dòng chảy ở sông phía dưới. Phía Hồng Kông lái xe bên trái, còn Trung Hoa Đại Lục thì bên phải, nên họ đã phải đưa ra ý tưởng thiết kế hệ dẫn cầu đường đảo chiều giống như số 8, không có phần giao nhau ở giữa, nhằm khớp giao thông của hai phía. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhắc đến TVB, hay còn gọi là TVB, đế chế vàng của phim ảnh Hồng Kông. Thành lập từ năm 1967, so với nhiều đài truyền hình châu Á ở Đại Lục, ở Đài Loan, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, TVB được xem là một trong những đơn vị sản xuất phim ảnh có bề dày lịch sử lâu đời. Từ cuối những năm 1980 cho đến những năm 1990 là thời kỳ phát triển cực thịnh, thăng hoa của nền công nghiệp sản xuất phim ảnh Hồng Kông nói chung và của TVB nói riêng. Và cái giai đoạn vàng này thì nhà đài xứ Hương Cảng đã có hơn 500 bộ phim lớn nhỏ được ra mắt một năm. Các tác phẩm của TVB đã lan tỏa và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân châu Á, trong đó có đông đảo người Việt Nam. Phim TVB thì rất nổi tiếng, đặc biệt là phim Trưởng, Trưởng Hồng Kông. Những thể loại phim vốn gần gũi, quen thuộc như là cảnh sát hình sự, cổ trang võ hiệp, thâm cung nội chiến, thương trường gia đình, nghề nghiệp đều được TVB nâng tầm lên màn ảnh, thu hút hàng triệu khán giả và trở thành món đặc sản riêng của nhà đài Hồng Kông và là kênh tham khảo cho các nhà làm phim khác. Hơn một nửa thế kỷ qua, không ít những tác phẩm do TVB sản xuất đã đi vào hàng kinh điển của điện ảnh châu Á và được xem là chuẩn mực khi mà đem so với những phiên bản khác như là series võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Cổ Long hay là Thâm Cung Nội Chiến, Bến Thượng Hải, Gia Hảo Nguyệt Viên, Đại Thời Đại, Bằng Chứng Thép, Bao La Vùng Trời, vân vân và vân vân. Trong đó bộ phim Thâm Cung Nội Chiến được xem là nguồn cảm hứng cho những hãng phim ở Đại Lục với đề tài cung đấu.
Thậm chí trong cái giai đoạn hoàng kim của mình thì những bộ phim gắn mác Made in Hồng Kông từng đại náo nhiều đài truyền hình ở đại lục. Mở đầu là CCTV với tác phẩm Hoắc Nguyên Giáp năm 1983, kéo dài đến tận những năm 2000 mới suy tàn. Và trên đà thành công thì TVB đã tự mở lớp đào tạo diễn xuất, tổ chức những cuộc thi tìm kiếm nhân tài để nối dài ánh hào quang. Dưới trướng của nhà đài thì những ngôi sao điện ảnh được phát hiện và nâng đỡ để trở thành những ngôi sao hàng đầu, những ngôi sao tên tuổi lớn trong giới showbiz như là Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Châu Nhận Phát, Lương Triều Vĩ, Cổ Thiên Lạc, Trương Vệ Kiện và một lứa nghệ sĩ có tài sắc vẹn toàn. Ví dụ như là Lê Tư, Lý Gia Hân, Sa Thi Mạn, Trương Mạn Ngọc và Thái Thiếu Phân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Hồng Kông. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.